Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Sau đây tôi sẽ đào tạo cho các bạn bộ video xây dựng hệ thống vị trí trên Google Maps bao phủ thương hiệu. Xin mời các bạn theo dõi bài học. Xin chào các bạn, bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bí quyết để doanh nghiệp của bạn xuất hiện nổi bật trên Google bằng cách sử dụng hồ sơ doanh nghiệp miễn phí. Doanh nghiệp của các bạn vừa xuất hiện trên Google Maps và vừa xuất hiện trên Google tìm kiếm. Tôi lấy ví dụ như là tôi gõ chữ là FLC Quảng Ngãi thì ở đây là trên Google Maps. Và sau khi mà tôi gõ chữ FLC Quảng Ngãi thì ở phía dưới đây là những doanh nghiệp có dự án FLC Quảng Ngãi. Thì cái của tôi đây là FLC Quảng Ngãi, thì đây là cái của tôi, nó nằm ở vị trí đầu tiên trong tất cả những vị trí này. Các công ty có làm dự án FLC Quảng Ngãi là phía bên này đây có vài chục công ty làm dự án này, thì tôi xuất hiện ở vị trí đầu tiên, vị trí nổi bật số 1 trong Google Maps. Rồi tôi ra tiếp tục, đây là Google tìm kiếm, Google Search đó các bạn, thì tôi cũng gõ chữ FLC Quảng Ngãi. Thì ở đây là 10 kết quả đầu tiên của trang Google tìm kiếm. Thì tương tự như vậy, đây cũng là cái trang của tôi xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Kết quả Google Maps là nó có vị trí số 1 thì nó sẽ hiển thị ra 3 kết quả. 3 kết quả trong vị trí số 1. Thì cái của tôi nó sẽ nằm ở kết quả đầu tiên với từ khóa là FLC Quảng Ngãi. Đây là tìm kiếm ở Google tìm kiếm các bạn ha. Còn đây là tìm kiếm ở Google Maps. Thì tôi xuất hiện tất cả đều là vị trí số 1 trên công cụ tìm kiếm hết. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm ra như vậy là như thế nào. Thì như vậy là các bạn sẽ có 2 cách để xuất hiện nổi bật. 1 là trên Google Maps, 2 là trên Google tìm kiếm. Và đây là những cái thông tin nổi bật của doanh nghiệp của các bạn, công ty của các bạn sẽ xuất hiện trên Google. Trên Google là gồm có Google Maps và Google tìm kiếm. Và tiếp theo là các bạn sẽ là cập nhật thông tin cho khách hàng biết về sản phẩm mới, giờ làm việc hay những thông tin khác. Tôi lấy ví dụ như đây là trên giao diện điện thoại, thì với một cái trang về bánh sushi thì nó sẽ có những cái thông tin mà khách hàng sẽ biết liên quan đến địa chỉ, trang web, mở cửa, thời gian mở cửa và cái thời gian đóng cửa, và cái ảnh, bài đăng và giới thiệu. Thì khách hàng sẽ biết được những thông tin của một cái cửa hàng bánh sushi. Và tương tự như là công ty doanh nghiệp của các bạn cũng sẽ là như vậy, nội dung nó sẽ là như vậy đó. Nó sẽ xuất hiện cho khách hàng biết những thông tin như thế. Và tiếp theo là về kết nối và sẽ đạt được kết quả như thế nào. Thì khi các bạn có cái trang như thế này, tương tự như cái trang bánh sushi, thì các bạn sẽ biết được là phần tổng quan giới thiệu, phần đặt chỗ và đánh giá. Thì đánh giá của khách hàng về doanh nghiệp của các bạn như thế nào, thì phía dưới này nó sẽ có cái những cái nội dung mà khách hàng họ đánh giá. Và bên này nó có chữ đặt chỗ. Thì nếu mà các bạn liên quan đến nhà hàng hoặc là quán ăn hoặc là khách sạn thì các bạn sẽ có thêm cái nút đặt chỗ. Thì khách hàng sẽ đặt chỗ ngay trên Google Maps cho các bạn luôn. Rất là tuyệt vời, rất là nổi bật, rất là tiện lợi khi mà các bạn sử dụng Google doanh nghiệp của tôi. Và tiếp theo nữa là các bạn tìm hiểu người theo dõi là những ai, số người theo dõi là có bao nhiêu người đang theo dõi cái trang Google doanh nghiệp của tôi, của công ty các bạn. Tôi mới vừa giới thiệu cho các bạn 2 nội dung chính mà doanh nghiệp của các bạn sẽ xuất hiện nổi bật trên Google là Google Maps và Google tìm kiếm. Và tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các bài học tiếp theo. Xin mời các bạn theo dõi bài học. Xin chào các bạn. Sau video bài học này, tôi mời các bạn tiếp tục tham gia bài học tiếp theo. Xin mời các bạn.